10 món tay vàng của em mời đang bàn đọc cho rất là xuống. 20 món tay vàng. À, sau đây có lẽ là chị em mình cũng phải nói về cho quý khán giả biết là mình sắp sửa có tuần mới đúng không? Sắp sửa có tuần mới. Năm khoe lắm. Vâng. Đời quê biết khi nào giấu giếm được. À, kính quý vị, Tuấn Châu và Ba Bảy cũng như chị Cọc Đá và Philip Nam cũng như là bạn của nhà Phương Nam đang tập giờ một cái vở tuồng rất là dễ thương, tuồng xã hội, nói về một cái chuyện tình cũng lâm ly bi đát, thưa chị Đá. Vâng. Hình như kịch bản này nếu khi mình nói tên ra thì đa số khán giả sẽ biết. Dạ. Vâng. Có những cô chú mà lớn rồi đó thì sẽ hiểu cái tuồng Nạn Côn Sơn. Đúng rồi. Nó là cái tựa tuồng luôn hả? Tất nhiên là Nạn Côn Sơn. Cái tựa tuồng là Nạn Côn Sơn. Yeah. Và trong đó thì toàn ban của nhà Phương Nam đều có góp mặt ở trong đó. Yeah. Và tình cảm nó cũng hơi là lấn cấn, lâm ly. Rồi con cái nó tùm lum. Dễ thương lắm. Rất là dễ thương ở cái chỗ là con cái tùm lum thế lên. Dạ, đó, con rơi vậy đó. Tới giờ chó mới gặp nha. Dạ vâng. Khổ rồi đó. Dạ, mong quý vị đón xem trong một vài tuần nữa. Sau khi mà anh em chúng tôi đã sẵn sàng tập dần xong thì chắc chắn sẽ gửi đến quý vị cũng giống như những chương trình trước đây, đó là mỗi tuần một màn phải chị. Nghe nói là cái tuần này mình tất cả là 4 màn phải chị. Dạ, 5 màn. 5 màn là phải không? Ủa giờ thêm vô đó là thôi. 5 màn thì luôn. Đúng là 4 thôi nhưng mà sao đó. Đúng là 4 nhưng mà cái màn cuối nó dài quá chị. À. Và cũng xin tiết bí mật một điều xíu là tại đi. Giải cái lương này thì quý vị sẽ đón xem nữ ca sĩ Trúc My biểu diễn cái lương. Trúc My có tham gia một vai trong vở cái lương Nạn Côn Sơn. Và hơi ca của Trúc My thì có lẽ cái giọng hát của gái rất là dễ thương đã biết rồi, rất là dễ thương, rất là mùi mẫn. Nhưng mà lần đầu tiên thì Trúc My cũng nói là em run quá, em không biết diễn xuất như thế nào. Nhưng mà có lẽ quý vị khán giả sẽ đón xem Trúc My. Ông Trúc My dễ thương, con thấy vậy. Khi chương trình mà đó lại bị tham gia đi chương trình của Đặng Thế Lương với lại Trúc My, có một cái trích đoạn thì chị chỉ cho Trúc My đó, khi ca đó ở con cái tay con bước ra con đứng đẹp nó nhìn chị. Ủa sao nó cười?